Con sinh năm 72, vợ chồng sinh năm 70. Chồng sinh năm 70, sinh năm 70, 100 trừ 100 trừ 70 còn 30, 3 trên 27, 8 trên 21, khảm 2 khôn, chấn mộc, chồng mệnh mộc. Vợ sinh năm 72, 72 á, cộng 5 là 13, 14, 15, 16, 77, 77, 9, 8, 72, 13, 14, 15, 6, 7, ngũ trung cung, năm khôn, nữ khảm. Hai vợ chồng đông tứ trạch, nên quay giường ngủ về hướng, trường hợp này thì khuyên hai vợ chồng này xem lại, lấy cái điện thoại xem, là lấy mở cái la bàn ra xem, lại xem nếu đầu giường mà đang quay về hướng tây, tây nam, tây bắc và đông bắc thì đổi lại cái đầu giường quay về hướng đông, đông nam, chính nam hoặc chính bắc, được một trong bốn hướng đó. Tức cái đầu giường ngủ quay về hướng đông là một, đông nam là hai, chính nam là ba, chính bắc là bốn, thì là tốt, thì ngủ sẽ ngon hơn. Đó. Hướng ban thờ cũng vậy, xem lại xem nếu hướng ban thờ mà chưa được một trong bốn hướng đó, tức là hướng đông, đông nam, chính nam và chính bắc đó, thì nên quay lại cái hướng ban thờ theo cái hướng đó. Cái thứ hai, cái thứ ba là gì? Bếp đun, tức là cái cửa bếp ga đó. Cái cửa bếp ga nếu mà chưa quay được vào một trong bốn hướng đó thì cũng nên sửa sang lại cho được vào một trong bốn hướng đó. Đó. Nếu cả ba cái mà đều được rồi, thứ nhất là hướng ban thờ là được theo hướng là chính đông hoặc đông nam hoặc chính nam hoặc chính bắc rồi. Cái thứ hai là cái cửa bếp đun á cũng được là hướng đông, đông nam, chính nam và chính bắc rồi. Và cái thứ ba là đầu giường ngủ cũng được hướng đông, đông nam, chính nam và chính bắc rồi mà vẫn bị như vậy, thì Phật tử này xem ở trên cái nhà mình ngủ nó có cái xà nhà hay có cái gì mà nó đè vào á, tức là mình ngủ mà dưới giường của mình nó đè vào á, thẳng cái gì không, có ngực mình không, có bụng mình không, hoặc là cái xà nhà, hoặc là cái gì cái mình gọi là cái dầm nhà đó, đã cái dầm nhà đó. Đó, nếu mà có như vậy thì mình làm gì, mình làm cái trần, mà làm cái trần nhựa vào được, làm cái trần nhựa vào thế là ổn thôi. Đấy, trường hợp đó mấy cái hướng dẫn như vậy. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là Phật tử này hai vợ chồng nên tập theo bảy tay dịch cân kinh một ngày lấy mấy thời. Dạo này mà đang dịch giã như thế nào, đang dỗi thì tập cho thầy một ngày 4 thời, 5 thời và càng tốt, thì sức khỏe dần dần nó sẽ ổn định thôi. Và học lễ Phật y học nữa.